Kênh Nhỏ Nhỏ xin kính chào quý vị và các bạn Mục chuyện Đông Tây Kim Cổ hôm nay xin chia sẻ tới quý vị và các bạn nội dung Tư Mã Ý với quan điểm sống của người thành công Tư Mã Ý, một vị quân sư lỗi lạc của nhà Ngụy trong thời Tam Quốc Quan điểm về đạo làm người của ông thể hiện ở hai câu nói khá kinh điển Và hai câu nói này, nếu biết cách áp dụng, bạn sẽ có cho mình một sự nghiệp thuận lợi Cuộc đời của Tư Mã Ý có thể khẳng định là một cuộc đời thành công Nhà Ngụy, nhà Thục, nhà Ngô, do Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền là ba vị đại hiệp tranh giành thiên hạ với nhau cả nửa cuộc đời. Cuối cùng, cả Giang Sơn khổng lồ lại rơi vào tay gia tộc Tư Mã ý. Để làm nên được điều đó, tất nhiên có sự may mắn, nhưng đồng thời cũng có thực lực. Và Tư Mã ý chính là con sói đầu đàn trong gia tộc Tư Mã. Quan điểm của Tư Mã ý về việc làm người có hai câu nói khá kinh điển như sau. Câu thứ nhất, cả con đường không có kẻ địch. Đặc điểm của Tư Mã Ý là nhẫn, cũng có thể gọi là kẻ thâm sâu, có thể giả vờ, là người mà người bình thường khó có thể nhìn thấu. Trong phim Quân Sư Liên Minh, Dương Tu là đối thủ của Tư Mã Ý. Hai người, một người phe Tào Thực, một người là ủng hộ cho Tào Phi. Dương Tu rất nhiều lần muốn đẩy Tư Mã Ý vào chỗ chết nhưng sau đó, lại vì mấy chuyện không đâu mà bị Tào Tháo ra lệnh, nhốt ngục chờ sự trả. Tư Mã Ý thấy vậy đã ngỏ ý muốn đi thăm Dương Tu. Tào Tháo thấy lạ, hỏi vì sao. Tư Mã Ý đáp, thần từ trước tới nay không có kẻ địch. Người xung quanh thần đều coi là bạn bè và sư trưởng. Hàm ý sâu xa ở đây là, Tư Mã Ý ta không chấp vặt tính toán với Dương Tu. Tùy hắn muốn xử ta nhưng người như ta sẽ không xem hắn là kẻ thù tào tháo sau khi nghe câu nói này của tư mã ý đã rất tán thưởng và yêu mến tào duệ rất yêu thích một người tên là bích tà sau khi tào duệ mất bích tà bị bắt giam vào ngục tư mã ý là người duy nhất đến thăm bích tà bích tà khi còn đắc thế đã không ít lần gây khó dễ cho tư mã ý nhưng tư mã ý khi đi thăm ngục đã mang cho hắn một bộ quần áo bảo toàn lòng tự tôn cuối cùng của hắn. Làm người làm việc, phải giữ lại đường lui, luôn duy trì sự tôn trọng và kính trọng với đối thủ hay kẻ địch. Đây chính là triết học trốn chính trường của Tư Mã Ý. Cũng giống như các cụ từng nói, chúng ta cần phải cảm ơn những người đem lại cho ta thử thách và khó khăn, bởi chúng chính là thứ khiến ta trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Câu nói thứ hai của Tư Mã Ý đó là Bại mà không xấu hổ Bại nhưng không cảm thấy tổn thương Việc gia tộc Tư Mã Ý trở thành gia tộc cuối cùng thống nhất Tam Quốc Điều này có mối quan hệ nhất định tới kiếp đoàn mệnh của người nhà họ Tào Tào Phi thực ra cũng giỏi giang nhưng lại đoàn mệnh Người kế thừa của Tào Phi là Tào Duệ cũng vậy Đều sống không đủ lâu Nhưng không thể phủ nhận Đó là con trai của Tư Mã Ý cũng là người ưu tú và điều này có liên quan tới phương pháp giáo dục của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý luôn nói với các con của mình rằng không cự tuyệt thất bại, đồng thời phải biết hấp thụ chất dinh dưỡng từ trong những thất bại ấy. Thất bại khi đối đầu với Gia Cát Lượng, khi bị Gia Cát Lượng khích tướng, sỉ nhục, phần lớn quân Tàu đều rất bất mãn. Rõ ràng, binh lực của quân Tàu hơn quân Thục rất nhiều, nhưng kết quả lại bại dưới tay của Gia Cát Lượng. Bản thân hai người con của Tư Mã Ý cũng rất bất bình, Đi tới quân doanh của Tư Mã Ý định hỏi cha cho ra nhẽ Nhưng khi tới nơi thì lại thấy cha mình đang thản nhiên chơi ngũ cầm hồ với quản gia Tư Mã Ý nói Muốn đánh trận thắng trước tiên phải học được cách thua Thua mà không xấu hổ Thua mà không cảm thấy bị tổn thương hay đả kích Có vậy mới cười được tới sau cùng Đây cũng chính là cái mà ngày nay chúng ta gọi là AQ Tức là chỉ số vượt qua nghịch cảnh khó khăn của một người đời người nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều thất bại. Khi đối mặt với những khó khăn thất bại ấy, hãy đối mặt với nó bằng một tâm thái khỏe mạnh, kiên cường, nhẫn lại hơn một chút. Cuộc đời của Tư Mã Ý đã đánh qua không biết bao nhiêu trận, nhưng thất bại cũng không hề ít. Tới cuối cùng vẫn là kẻ chiến thắng duy nhất. Suy cho cùng cũng là dựa vào điểm này. Con trai của ông cũng kế thừa điều này từ cha mình, vì vậy cũng chẳng thể kém cạnh ai. Thực ra cuộc sống cũng như vậy Quãng đường đời dài như vậy Thất bại ở một giai đoạn nào đó hoàn toàn không nói lên điều gì cả Vì vậy đừng từ bỏ quá sớm Luôn có những người phàn nàn rằng Tôi 30 rồi, cuộc đời tôi chắc chỉ đến thế 30 tuổi thì già cỗi đến nỗi nào Vẫn còn cả một quãng đường và cơ hội chờ đợi phía trước Sao chưa gì đã vội che phủ bản thân bằng nguồn năng lượng tiêu cực như vậy Vì thế cho nên AQ của một người nó cũng quan trọng như chính EQ vậy Kính thưa quý vị và các bạn Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Từ mã ý với quan điểm sống của người thành công Hy vọng bài chia sẻ cùng quý vị và các bạn thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng Đồng thời giúp quý vị và các bạn biết thêm về cách sống của nhân vật Từ mã ý Một con người biểu tượng cho sự thành công sau khi vượt qua mọi thử thách hiểm nghèo trên chiến trận Và những mưu mô chính trị trốn nguy triệu quý vị hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ miễn phí và đừng quên nhấn nút chuông để luôn cập nhật những nội dung mới nhất về tin tức sự kiện, những câu chuyện đồng tây kim cổ, những nội dung lịch sử, văn hóa, khoa học, uyên vị từ kênh ống nhỏ nhỏ. một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp